trò chơi này như sau: hai đội xếp hai hàng dọc trước vạch mức, từng cháu đứng trước vạch mức. Khi có hiệu lệnh bắt đầu, cháu đặt hai bàn tay và hai cẳng chân bò sát chui qua cổng. Khi bò ra khỏi cổng đến vạch mức thứ hai, cháu bước lên và đi trong đường người ngoài. Ra khỏi đường, các con chọn một quả màu vàng gắn lên cây và thực hiện lần lượt từng cháu của mọi đội. Cháu nào hoàn thành trò chơi về cuối hàng thì cháu khác mới tiếp tục thực hiện. Đội nào hoàn thành trò chơi trước và không chọn lục xem như đội đó thắng cuộc. Và xin mời các cô lớp 4 năm tuổi, 3 4 tuổi 4. Xin mời các cô lớp 3 4 tuổi sẽ cùng giám sát phần thi này. Mẹ nha.